Kính chào quý vị và các bạn. Tuệ tâm giác ngộ rất vui khi được đồng hành cùng quý vị mỗi ngày. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thật nhiều may mắn. Quý vị thân mến, chắc hẳn cô bác và anh chị cũng từng nghe nói về người phụ nữ có tên gọi là Tống Mỹ Linh, đệ nhất phu nhân của Trung Hoa Dân Quốc và là một chính trị gia rất có tầm ảnh hưởng rồi phải không? Tuy nhiên thì gia đình của Tống Mỹ Linh lại có rất nhiều người bị ung thư. Cha, mẹ, chị cả và em trai của bà đều qua đời vì căn bệnh ung thư. Bản thân Tống Mỹ Linh cũng mắc bệnh ung thư vú ở tuổi 40. Trải qua 2 lần phẫu thuật và điều trị, kỳ lạ là bà vẫn sống đến 106 tuổi. Video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhờ bí quyết gì mà Tống Mỹ Linh đã vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác và vẫn có tuổi thọ cao đến như vậy nhé. Cùng theo dõi. Bị ung thư ở tuổi 40 nhưng vẫn sống thọ đến 106 tuổi nhờ vào bí quyết cực đơn giản này. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Với những cô bác thích quan tâm đến lịch sử, chắc hẳn cô bác đã từng nghe nói về người phụ nữ có tên là Tống Mỹ Linh. Đây là đệ nhất phu nhân của Trung Hoa Dân Quốc và là một chính trị gia rất có tầm ảnh hưởng thời bấy giờ. Tuy nhiên, gia đình của Tống Mỹ Linh lại có rất nhiều người bị ung thư. Cha, mẹ, chị cả và em trai của bà đều qua đời vì bệnh ung thư. Ngay cả chị hai của bà cũng bị bệnh ung thư gan và bệnh bạch cầu trong những năm cuối đời. Sinh ra trong một gia đình có gen di truyền như vậy, Tống Mỹ Linh cũng mắc bệnh ung thư vú ở tuổi 40. Sau 2 lần phẫu thuật và điều trị, kỳ lạ là bà vẫn sống đến 106 tuổi nhờ vào những bí quyết giữ gìn sức khỏe của riêng mình. Những bí quyết này rất đơn giản nhưng lại được các chuyên gia sức khỏe đánh giá cực kỳ cao. Chúng không chỉ có tác dụng khi chúng ta không may mắc phải căn bệnh quái ác này, mà chúng còn giúp cho cô bác củng cố sức khỏe và phòng tránh được căn bệnh ung thư khi chúng còn chưa xuất hiện. 1. Chế độ dinh dưỡng cân bằng giữa thịt và rau. Để gia tăng tuổi thọ, nhiều người đã chọn cách ăn nhạt. Đặc biệt, có một số cô bác quan niệm rằng ăn nhạt chính là không thêm thịt vào chế độ dinh dưỡng của mình. Ngược lại, cũng có những cô bác tiêu thụ rất nhiều thịt, cá trong mỗi bữa ăn. Trên thực tế, hai cách ăn này đều không đúng. Một chế độ ăn uống lành mạnh phải là một chế độ ăn cân bằng cả thịt lẫn rau và đảm bảo cung cấp đa dạng các loại thực phẩm cho cơ thể trong mỗi khẩu phần ăn. Thịt động vật chứa rất nhiều sắt và protein, rất khó tìm thấy trong thực vật. Ngược lại, chúng ta cũng không thể thay thế các chất xơ và các chất chống oxy hóa trong thực vật bằng thịt động vật được. Tống Mỹ Linh hiểu rõ điều đó và bà thường chia thức ăn của mình thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày. Bà vô cùng chú trọng đến chất lượng của khẩu phần ăn và sự cân bằng giữa rau và thịt. Loại rau bà thường ăn nhất chính là rau bina và cần tây, bởi vì chúng có chứa nhiều chất dinh dưỡng cũng như chất chống oxy hóa, có khả năng chống lại ung thư. Hơn nữa, cần tây cũng là loại rau rất giàu chất xơ, nên có thể giúp phụ nữ giữ được số đo vòng eo vô cùng ổn định. Bên cạnh đó, Tống Mỹ Linh cũng đặc biệt quan tâm đến việc kiểm soát lượng đường, muối và việc loại bỏ dầu và các chất béo ra khỏi khẩu phần ăn. Bởi béo phì được xem là một trong những yếu tố nguy cơ gây nên ung thư vú ở phụ nữ sau độ tuổi mãn kinh. Bên cạnh đó, Tống Mỹ Linh cũng chỉ cần ăn no khoảng 50% mỗi bữa ăn và hầu như ngày nào bà cũng cân để kiểm soát cân nặng của mình. Nếu tăng dù chỉ một chút, bà sẽ ngay lập tức chuyển sang ăn rau thay vì ăn thịt. Vì vậy, cân nặng của bà quanh năm luôn nằm ở mức 50kg và căn bệnh ung thư của bà không hề tái phát trở lại. Kiên trì ăn sáng một cách lành mạnh cũng là một trong những bí quyết làm đẹp và sống thọ của Tống Mỹ Linh. Theo các chuyên gia, bữa sáng của bà Tống thường có những nguyên liệu đơn giản và bổ dưỡng như nước trái cây, trứng, bánh mì nướng, yến mạch. Duy trì thói quen ăn sáng với những loại thực phẩm này cũng rất có lợi cho việc cung cấp năng lượng cho não bộ và giúp cơ thể của bà có đủ năng lượng để làm việc cả ngày dài. 2. Uống những loại nước có lợi cho sức khỏe. Tống Mỹ Linh gần như không bao giờ sử dụng rượu và các loại nước không có lợi cho cơ thể. Bà chỉ cho phép bản thân dùng 3 loại nước là nước lọc, trà xanh và nước chanh. Việc uống nước lọc trước bữa ăn đã giúp cơ thể của bà tăng cường trao đổi chất, từ đó giúp hệ tiêu hóa xử lý các loại thực phẩm được tiêu thụ trong bữa ăn một cách trơn tru và nhanh chóng hơn. Đồng thời, việc này cũng hạn chế nguy cơ tích mỡ trong người một cách rõ rệt. Các polyphenol trong trà xanh là những chất tan trong nước và có tính chống oxy hóa rất mạnh. Những chất này không chỉ có khả năng chống lão hóa, dưỡng da, mà đối với các bệnh nhân liên quan đến phóng xạ, ung thư, chúng cũng có thể phòng ngừa rất tốt. Với nước chanh, Tống Mỹ Linh bắt đầu uống loại nước này từ năm 40 tuổi khi bà phát hiện ra mình bị ung thư vú. Loại thức uống này có thể giúp cô bác trừ độc, thanh lọc đường ruột và cải biến tính axit trong cơ thể.
Vì thế đến năm 70 tuổi, Tống Mỹ Linh vẫn rất đẹp và khỏe mạnh. Năm 106 tuổi, bà qua đời một cách tự nhiên chứ hoàn toàn không phải do bệnh ung thư tái phát mà ra. 3. Vận động đều đặn, thích massage. Vận động thường xuyên có thể tăng cường chức năng của tim, phổi và duy trì sức khỏe cho cơ thể. Do đó, Tống Mỹ Linh thường xuyên vận động mỗi ngày. Ngoài ra, bà thích massage cơ thể để đả thông kinh lạc, đặc biệt là phần lưng vì nơi đây có rất nhiều huyệt vị giúp cơ thể khỏe mạnh và mang lại tác dụng dưỡng sinh như huyệt định xuyến, phế xu, thận du. Việc tác động vào những huyệt vị này vừa giúp cho bệnh tật được xoa dịu, vừa giúp lưu thông máu huyết và kích thích đầu dây thần kinh. Đồng thời, việc này cũng có tác dụng rất tốt cho hoạt động của các tạng phủ và giúp đầu óc của chúng ta minh mẫn hơn. Bà Tống Mỹ Linh cũng thường xuyên massage ngực, và chất thymosin do tuyến ngực tiết ra có thể giúp chúng ta cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể cực kỳ hiệu quả. 4. Ngủ đủ giấc, chải tóc mỗi ngày. Thời gian biểu của Tống Mỹ Linh rất nghiêm ngặt. Vào buổi tối, bà sẽ đi ngủ lúc 23 giờ và thức dậy vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau. Bên cạnh đó, bà cũng thường sử dụng một chiếc lược gỗ để chải tóc vào mỗi buổi sáng. Trước khi đi ngủ, bà lại dùng các ngón tay của mình để chải lên tóc và massage da đầu. Phương pháp này không chỉ có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu ở đầu, giảm lượng tóc bạc mà còn có thể thúc đẩy chất lượng giấc ngủ tốt hơn. Đó là lý do mà đến năm 100 tuổi, mái tóc của bà Tống Mỹ Linh có rất ít sợi bạc và cực kỳ suôn dài. 5. Không giữ những chuyện buồn phiền trong lòng. Vệ sĩ của Tống Mỹ Linh cho biết, có một thói quen đã góp phần giúp bà sống rất thọ, đó là biết cách giải phóng cảm xúc kịp thời. Khi Tống Mỹ Linh có chuyện gì đó không vừa ý, bà sẽ tìm một vài người bạn để nói chuyện và giải tỏa nỗi niềm. Bà tuyệt đối không để trong lòng những chuyện buồn phiền, bực tức, vì bà biết nó không tốt cho sức khỏe và sắc diện của mình. Với bà, những chuyện tồi tệ nên được loại bỏ vì căng thẳng kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, gây ra rối loạn tự miễn, rối loạn nội tiết và nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác. Quốc gia không có người mắc bệnh ung thư. Trong khi nhiều nước trên thế giới đang ra sức tìm cách hạn chế tỷ lệ mắc ung thư thì vẫn có một quốc gia không có người nào mắc căn bệnh này. Đó chính là quốc đảo Fiji, tọa lạc ở Tây Nam Thái Bình Dương. Quốc gia này có diện tích rất nhỏ, được bao bọc xung quanh bởi 332 hòn đảo lớn nhỏ. Và họ đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận rằng, từ năm 1971 đến năm 2010, không có trường hợp mắc ung thư nào được tìm thấy trong hơn 900.000 người dân đang sinh sống ở đây. Bên cạnh đó, Fiji cũng là một trong những đất nước trường thọ nổi tiếng trên thế giới và được đánh giá là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao bậc nhất toàn cầu nhờ họ biết cách duy trì một công thức sống lý tưởng. Vì vị trí địa lý nằm ngay giữa lòng đại dương nên hầu hết các hoạt động của người dân quốc đảo Fiji đều gắn liền với biển khơi. Để phục vụ cho cuộc sống của mình, họ phải học bơi lội từ nhỏ. Việc này không chỉ giúp cho người dân nơi đây đánh bắt hải sản mà vô tình bơi lội đã trở thành một môn thể thao lành mạnh giúp họ kiểm soát cân nặng, cải thiện xương khớp và tăng cường sức khỏe một cách diệu kỳ. Một điểm đặc biệt khác ở Fiji đó là người dân nơi đây chỉ ăn hải sản tươi sống và chúng chưa hề trải qua quá trình bảo quản hay phơi khô. Có lẽ thói quen lành mạnh này mà họ luôn khỏe mạnh và có thể hấp thụ được hết những chất dinh dưỡng quý giá từ các loại hải sản này thay vì các hóa chất độc hại mà những nơi khác phải hứng chịu. Lượng protein, axit béo không bão hòa, vitamin và các nguyên tố vi lượng từ hải sản là những chất rất cần thiết để duy trì sức khỏe, đồng thời củng cố hệ miễn dịch cho cơ thể của người dân nơi đây. Một trong những loại ngũ cốc thô mà người Fiji cực kỳ yêu thích là kiều mạch. Loại ngũ cốc này rất giàu chất dinh dưỡng và có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn nhiều so với các loại ngũ cốc khác. Thậm chí loại thực phẩm này còn có khả năng ngăn ngừa ung thư một cách cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, kiều mạch còn có thể giúp người ăn điều chỉnh lượng đường trong máu nên rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Hơn nữa, kiều mạch hoàn toàn có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách ổn định huyết áp và lipid trong máu. Cuối cùng, người dân ở quốc đảo Fiji rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi quốc gia này được mệnh danh là thiên đường địa giới khi sở hữu các bãi tắm sạch đẹp và bầu không khí trong lành. Đã có rất nhiều du khách trên khắp thế giới đến Fiji để nghỉ dưỡng và hồi sức sau khi trải qua quá trình điều trị bệnh. Một điều đặc biệt nữa đó là nguồn nước của Fiji vô cùng tinh khiết. Cũng chính vì vậy, nước đóng chai của quốc gia này luôn được đánh giá là có chất lượng hàng đầu và có giá thành đắt nhất thế giới. Do đó, không có gì phải ngạc nhiên khi người dân ở quốc đảo này có một nguồn nước cực kỳ an toàn cho sức khỏe để sử dụng mỗi ngày. Qua những thông tin trong video ngày hôm nay, chắc hẳn cô bác đã có thêm một số thông tin hữu ích về việc bảo vệ sức khỏe của mình trước những căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư rồi phải không nào?
Nếu không may mắc phải bất kỳ căn bệnh nguy hiểm nào, bên cạnh việc chữa trị theo phác đồ của bác sĩ, một trong những việc mà cô bác nên làm đó là giữ cho mình một chế độ dinh dưỡng và một lối sống thật khoa học. Chúng sẽ góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng sức khỏe cũng như tinh thần của cô bác đấy. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video lần sau.